Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Nay lên cho anh em tham khảo bộ phát điện 3 pha 11,3 kVA điện 3 pha 308. Đây, bộ mới của Hữu Toàn. Đây cái máy ECU 3 máy. Thì cũng ráp như hồi mấy kỳ thôi, thì cũng là kết mới. Động cơ nghĩa địa quy mô Hữu Toàn mới. Hệ thống báo sạc báo bình đây. Đi một vòng cho anh em xem. Dây cu ro đi dây cu ro răng. Rồi, bộ ấm. Máy động cơ rất là đẹp luôn. Làm sao? Sạch nước. Có cản gió nè, rồi có nhiều khi mình có lỡ tay vô thì nó có nó cản mình lại. Anh em thấy không? Máy rất là đẹp luôn. Thường là mấy cái động cơ mà em ráp lên máy bắt điện này là em đã lựa chọn rất là kỹ càng rồi đó, sắt y dày, cái nước mới, bình dầu mới của em mới. Đây, Vivo 3 pha. Thì khi anh em mình về mình xài 3 pha thì nó có 3 dây rồi, thì mấy anh em biết rồi ha. Còn thí dụ như anh em muốn xài 220 á, một pha 220 thì mình đấu một cọc này vào cọc này, hoặc là một cọc này, cọc này, cọc này, cọc này. Nói chung là phải có một cái cọc này, dòng cọc còn lại là cọc này. Đó. Là về là mình xài thôi. Còn muốn xài 380 thì mình đấu 4 dây vô. Khi nổ máy thì hai cái đèn này nó tắt thôi. Số điện thoại 0913948706 là 0972547272 và 0913719579 ha. Rồi thôi, em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em.